ba chị em được chia. Mấy bé nào lớn đẹp. Điện nhà là con thích gì con cứ ráng con học đi. Học đi nữa cho sân bay không có gì đâu. Bây giờ anh nói gì mình coi là mơ ước của mình á, là phải đạt được. Cái nào cũng mơ ước thì mình đạt. Năm sau thi vô gì mấy em? Dạ. Năm sau thi vô gì? Làm gì? Ngoại ngữ. Ngoại ngữ hả?